Ok Đây là một mắt kính Một mắt kính cũ của bệnh nhân đến thay mắt Và đây là một mắt kính mình cắt cho một bệnh nhân khác chuẩn bị người ta về lấy này Đầu tiên phân biệt giữa mắt có phản quang Thì chúng ta sẽ thấy đây hai mắt này đều đều có phản quang này có thấy không? Đây Nó sẽ khác hoàn toàn với mắt trắng trắng cứng bắt trắng cứ là sẽ không có những cái lớp váng màu như thế này mà sẽ chỉ là màu trắng đấy nhé yeah. bây giờ bệnh nhân của mình đến khám bệnh nhân bảo là kính của của người ta có khả năng trông ánh sang xanh thì uh, mình mình sẽ đã test thì mình sẽ test cho họ xem đây nhìn này đây là một cái đèn đèn bút nhá đây đèn bút màu xanh này bạn thấy không ok nhá bây giờ chúng ta chiếu này đấy có nghĩa là đèn bút này đi qua kính và làm đổi màu tấm tét thì chứng tỏ là kính này là không không có khả năng chống được ánh sáng xanh rồi và cụ thể là cái ánh sáng xanh từ cái đèn bút này chiếu đúng không ạ mình nhìn rõ này này chiếu chiếu qua màu tím này màu tím á, đấy và giống như mình chiếu 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 bên ngoài này tím luôn này đậy tím này đấy hoặc nếu nếu mình mình không 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 có không có tấm test đấy thì chúng ta có có thể chúng ta có 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 thể xem ở đây này xem đây xuyên này. đấy xuyên qua này xanh này đây là cái kính mới mà mình cắt cắt cho họ nhé bạn các bạn đây mình sẽ đặt ở đây để mình test này đúng không ở đây là tím này chúng ta đèn đang sáng và cái tấm test này vẫn đang test được mình sẽ mình chuyển chuyển ca mắt kính này. Đây. Có nghĩa là ánh sáng xanh đã không thể lọt qua được mắt kính này và không đủ sức làm đổi màu được cái tấn tét ở phía dưới các bạn nhìn thấy này. Này mình chiếu rõ bạn nhìn này. Cái vùng nào vùng nào mà có kính là là nó nó sẽ không bị tím. Cái chỗ cái chỗ, chỗ này là là đây này. tại mình chiếu check như thế này thì nó sẽ tím. Nhưng chỗ này thì không có này. Đấy không? Bạn thấy không? đây bỏ ra bạn sẽ thấy này cái vùng mà có có kính là nó sẽ không bị không bị đổi màu do cái ánh sáng xanh từ cái đèn bút này nhé yeah. bạn sẽ thấy là ánh sáng xanh càng mạnh ấy thì là nó đổi màu càng nhiều đấy nó đổi màu theo cả cường độ và độ rộng của cái chùm sáng ấy. ok cảm ơn các bạn đã xem